sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn. Không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Hai mươi bốn gương hiếu thảo. Tập 15. Tự mình ném thuốc. Tây Hán, quận Đại, Đại Dương Cung. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ không sao. Dương gia, thuốc đã tới rồi. Cứ để ta. Mẹ, uống thuốc đi. Ừ. Đây, mẹ. Mẹ, mẹ không sao chứ? Con trai, đúng là làm khó cho con. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Đều tại ta, sức khỏe không tốt, hại con bị chôn chân ở quận Đại xa xôi. Quận Đại này có gì không tốt chứ? Đại Mạc rộng lớn, anh hùng hào kiệt, một phong cảnh rất khác biệt. Tuy là nói vậy, nhưng mà con là cháu của Cao Hoàng đế, con là người làm đại sự, con không thể suốt đời ở bên cạnh bà già bệnh tật này, phải mở to mắt nhìn quan vị đó bị người của Lữ hoàng hậu cướp đi. Mẹ, quận đại rất tốt mà, có thể bên cạnh mẹ tránh xa sự đấu đá trong triều đình tốt biết mấy. Nhưng mẹ, mẹ không cần nói gì hết, chỉ cần được ở cạnh mẹ, hài nhi sẽ không đi đâu hết. Được rồi, được rồi, tùy con. Bẩm dương gia, đại tướng quân thái quý Châu Bột cầu kiến. Châu Bột? Đúng. Sao ông ta lại đến đây chứ, trừ khi triều đình đã xảy ra biến cố? Mẹ đừng lo, đợi hài nhi ra đó sẽ biết ngay. Hắn dẫn bao nhiêu quân mã? Bẩm dương gia, quân của Châu thái quý đều đã đóng ở ngoài thành. Đại tướng quân một mình đến đây. Một mình đến đây? Chẳng lẽ Châu Bồ không biết ngoại thần đến gặp Trinh Dương Tử mang tội đại nghịch hay sao? Châu Bột là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không làm bậy. Con trai à, con cứ ra gặp mặt đi. Dạ mẹ. Cho mời. Dạ. Thần Châu Bột bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Châu Bột to gan, người làm vậy là muốn hại bổn vương. Người đâu? Khoan đã, hãy để cho đại tướng quân nói hết đã. Thần
xin nghe ý chỉ của Thái hậu. Châu Bột, người mau nói đi. Thần xin đa tạ Thái hậu đã nuôi dưỡng được một hoàng đế tốt cho nhà Hán. Người gì mới nói gì? Cuối cùng thì chuyện này là sao? Năm 180 trước công nguyên, Lữ Hậu mất, Thái quý Châu Bột, thừa tướng Trần Bình cùng các đại thần khác hốt trọn vẹn một mẻ dây cánh của Lữ Hậu. Các đại thần đồng lòng phò trợ Bạc Thái hậu và Đại Dương Lưu Hằng Hiền Đức, đưa Đại Dương Lưu Hằng lên làm hoàng đế, trở thành Hán Văn Đế. Tự mình nếm thuốc. Hoàng thượng, có chuyện gì sao quản hốt vậy? Bệnh của Thái hậu lại nghiêm trọng hơn. Cái gì? Bệnh của Thái hậu lại nghiêm trọng hơn à? Hồi bẩm hoàng thượng, thần nghe cung nữ bên cạnh Thái hậu nói hôm nay Thái hậu không có ăn uống gì. Nhóm thái y đó đúng là vô dụng thiệt mà. Hoàng thượng bớt giận, Thái hậu có ý chỉ không cho hoàng thượng lấy thái y ra trút giận. Đi, theo ta đi thỉnh an. Dạ. Bây giờ bệnh của Thái hậu nghiêm trọng như vậy, phải làm phải sao đấy? Rồi đó. Sao rồi, tình hình sao rồi? Thái hậu vẫn không chịu ăn uống gì. Vậy không ăn, không ăn rồi, không ổn rồi. Cô mau cho người nói với tùy tùng bên cạnh hoàng thượng đi, nhờ hắn và hoàng thượng tới khuyên nhủ. Dạ. Hoàng nhi xin thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu, người uống thuốc đi. Mẫu hậu, người thấy trong người thế nào rồi? Uống thuốc vào, bệnh của người sẽ mau khỏi. Mẫu hậu, người có chuyện gì vậy? Uống thuốc vào, bệnh của người sẽ mau khỏi thôi. Mẫu hậu, người có chuyện gì xin cứ nói thẳng, vì thần biết sai sẽ sửa. Con không có sai. Con là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Con làm sao mà sai được? Nhi thần ngu muội, xin mẫu hậu chỉ dạy. Hôm nay phu nhân thái quý Châu Bột đến có thỉnh an, tuy là cố tình che giấu, nhưng mà mẹ nghe ra được. Người ta cố gắng giúp con đăng cơ, con lại bãi miễn chức vị của người ta, lệnh người ta trở về đất Phong sinh sống. Chuyện qua cầu rút ván, không biết ơn nghĩa như vậy, con cũng có thể làm được hay sao? Thì ra mẫu hậu là vì chuyện này sao? Chuyện này mà nhỏ sao? Nếu như truyền ra khắp triều giả, các đại thần sẽ nhìn con như thế nào? Mẫu hậu có điều không biết rồi. Về chuyện này, người thật sự trách lầm như thần rồi. Hả? Con nói nghe thử xem. Cao Tổ hoàng đế chém Bạch Xà tiêu diệt Tần, Sở Hán tranh bá nhiều năm, ba tánh thiên hạ chịu lầm than, quán than ngút trời. Khi ông ta và mẫu tử ta ở tại đất Phong, không phải mẫu hậu đã thường dạy nhi thần phải thấu hiểu lòng dân sao? Đúng vậy. Hoàng nhi đăng cơ vẫn chuyện như là nam đi lao dịch, trong 3 năm giảm đi nhiều. Nhưng mà thái hậu lại không biết, bá tánh vẫn phải đi phục dịch. Tại sao lại như vậy? Mẫu hậu à, thành Trường An này liệt hầu quá nhiều, đất Phong xa gần khác nhau, nhưng các nam đinh ở đất Phong lại chạy đến thành Trường An trả tiền thuê, không phải đã hao tốn nhân lực hay sao? Đúng vậy. Nỗi khổ của bá tánh cũng là nỗi khổ của hoàng đế.
con đã làm rất đúng. Chiếu lệnh triều đình không có thỏa đáng khi mà con trai trưởng ở đất Phong được nhận cung phụng vì được gia truyền. Con trai Châu Bột, Châu Á Phu đóng quân tế liễu, mục đích ngăn chặn Hung Nô tấn công. Trận chiến gần kề, chức trách minh mình, Châu Á Phu không thể về đất Phong. Châu Bột đã xin về đất Phong để trấn giữ, từ bỏ chức vụ thái quý, bớt đi chuyện công cao hơn chủ hay qua cầu trúc giáng quên ơn. Thì ra là như vậy. Cũng tại Hài Nhi làm không chu đáo khiến mẫu hậu tức giận. Nè, con còn đứng đó làm gì? Thuốc của ai già sắp nguội rồi. Mẫu hậu à, nhi thần nếm thử trước. Được rồi. Nước lớn như vậy, không ngờ phủ khố lại trống trơn. Triều đại phu, theo khanh thì trẫm phải làm sao đây? Triều ta từ thời Tần lập quốc đến nay, gặp họ Lữ gây náo loạn chờ được phục hưng. Theo chế độ thu thuế, một là cao tổ đã phân phong quá nhiều cho các chư hầu, hai, ba tánh nộp thuế quá nhiều, không chuyên tâm làm nông, tiền thuế tự nhiên ít hơn. Vậy theo ý của tiên sinh, chúng ta phải làm sao? Quốc sách thần và giả nghị soạn xong từ lâu, nhưng mà chuyện của chư vương là chuyện rất quan trọng đối với chúng ta. Ý của khanh là trẫm phải đến chỗ thái hậu? Thái hậu coi trọng ba tánh, chỉ cần thái hậu mở lời, chư hầu sẽ không ai dám trái lời. Mẫu hậu uống thuốc đi. Những chuyện giặc này con sai hạ nhân làm là được rồi. Con đừng có quên, bây giờ con chính là thiên tử của nhà Hán và cũng là hài nhi của mẹ. Đường đường là một hoàng đế mà vẫn làm nũng với mẹ sao? Đi, ra ngoài đi dạo với mẹ. Đi. Mẫu hậu cẩn thận bật thêm. Nói đi, có chuyện gì? Mẫu hậu người đã nuôi như thần khôn lớn, nên không có chuyện gì là giấu được mẫu hậu hết. Mẫu hậu à, người cũng biết, nhà Hán này khi lập quốc đến nay, truyền đến đời của nhi thần chỉ mới có 20 năm. 20 năm cũng đã xây dựng được một lớp người, nhưng mà hoàng nhi kiểm tra sổ sách phủ khố đúng là vô cùng bất ngờ. Sao? Mẫu hậu à, người có biết không, như hiện nay sổ sách phủ khố còn tệ hơn thời lập quốc của cao tổ hoàng đế nữa. Tại sao lại tệ như vậy? Tuy trong 20 năm có phần tranh nhỏ, nhưng mà thiên hạ xem như là thái bình. Còn nói xem, tại sao lại như vậy? Trong triều đình, quý tộc quyền quý quá nhiều, phong hầu phong đất lại không cống nạp cho triều đình. Hán triều này lại cần phải duy trì lượng chi ra quá lớn cho quân đội. Vậy thì phải làm sao đây? Nhi thần quyết định thực hiện cắt phiên. Cắt phiên? Có phải con định cắt bớt thịt của huynh đệ thế bá của con không? Thịt này từ lâu nó đã mục nát thối rữa, nếu giữ lại nó sẽ làm hại triều Hán chúng ta.
Đúng vậy, một họ khóc than còn hơn là cả bá tánh thiên hạ phải khóc. Miếng thịt thối rữa cần phải cắt. Nói như vậy Thái hậu ủng hộ Di Thân việc này? Không chỉ là ủng hộ, nếu như có Dương gia nào dám tạo phản, mẹ sẽ lấy gia pháp ra hầu hạ. Hoàng Nhi thay bá tánh thiên hạ tạ ơn mẫu hậu. Con đừng có quên, Thái hậu này đây cũng là Thái hậu của thiên hạ, mẹ cũng là người thân của họ, đương nhiên mẹ phải làm chủ thay họ rồi. Tuân chỉ. Được. Nhưng Hoàng Nhi à, chuyện này không gấp được ha. Chuyện đại sự trong thiên hạ mẹ không giúp được gì cho con. Có điều là chuyện trong nhà thì con phải nghe mẹ. Chúng ta phải từ từ thôi. Nước chảy thì đá sẽ mòn, không cần phải gấp. Muốn hoàn thành chuyện lớn, dục tốc bất đạt. Phải từ từ, nhưng mà bá tánh làm sao đợi được? Được rồi, nếu làm theo lời con nói, quá dồn ép bọn họ, ai cũng tạo phản, còn dẫn binh đi dẹp loạn sao? Nhi thần biết sai, vẫn là mẫu hậu suy nghĩ chu đáo. Con không có sai, nhưng mà chuyện này đúng là không thể gấp gáp được. Trái lại con nhanh chóng tập hợp nội các, rồi cùng nhau tìm ra giải pháp hay. Chúng ta nhanh chóng đi làm thôi. Dạ. Chuyện đi nô dịch 3 năm đã được phân chia thành 3 nhóm quận huyện. Phân chia mới sẽ giảm bớt thuế, 10 thuế 1 đổi thành 15 thuế 1. 3 năm sau sẽ đổi thành 30 thuế 1. Những năm thiên tai miễn thuế, năm tiếp giảm nữa. Cứ 10 năm miễn thuế cả nước. Hoàng thượng, đây là công đức xưa nay chưa từng có. Thần thay bá tánh thiên hạ cảm tạ Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế. Ái khanh bình thân. Lấy dân làm gốc, suy nghĩ cho dân, trẫm luôn sẵn lòng. Sự cải cách trước đó của Hán Vũ Đế đã mở ra bước khởi đầu cho Hán cảnh trị. Từ đó Trung Quốc đi vào thời đại trị thế. Nè, mau đem thuốc qua đây. Mẫu hậu. Hôm nay là tiết thượng nguyên, con vẫn kêu mẫu hậu uống thuốc. Mẫu hậu à, hài nhi lo lắng cho sức khỏe của người thôi. Không sao, cũng đã uống nhiều rồi. Mẹ thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, mẹ muốn hài nhi đi dạo với mẹ được không? Dạ, chúng ta ra ngoài đi dạo. Hoàng thượng, mẹ có nghe nói tiến độ con thúc đẩy diễn ra rất tốt, xem ra là đã không uổng phí công sức của con. Tất cả là do khi chúng ta ở quận đại đã chịu khổ không ít. Hoàng thất dương tử mà còn như vậy thì nói chi đến bá tánh chứ. Bao năm qua con có hận mẹ không? Vô tình nhất là nhà đế vương, làm sao Hoàng Nhi hận mẫu hậu được? Đúng vậy, những ngày tháng cực khổ nhất chúng ta cũng đã trải qua rồi. Đúng vậy, đều đã trải qua rồi. Hoàng thượng của ngày hôm nay đúng là lời nói vàng ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản đối con. Nói thật lòng, nhìn Trường An phồn thịnh như vậy, nhìn thấy sự sung túc ở trong cung cấm,
con có thể kiên trì nữa không? Có được hôm nay, có nằm mơ con cũng không ngờ được. Đừng nói là kiên trì. Nhi thần mỗi ngày mỗi đêm nằm trong tẩm cung của cao tổ hoàng đế để lại, đều suy nghĩ, ngươi là hoàng đế sao? Ngươi có thể làm một hoàng đế tốt không? Ngày thì bận rộn, đêm không ngon giấc. Mẫu hậu, nhi thần đã thề, chỉ cần ngày nào con còn sống, tấm lòng yêu nước yêu dân sẽ không thay đổi. Con nói được như vậy, ai già cũng thấy yên tâm. Có người đánh trống. Phải, đúng là có người cáo ngự trạng. Hoàng Nhi, hôm nay ai già cảm thấy rất khỏe, ta muốn được cùng con đi với con để nghe cáo ngự trạng này. Mẫu hậu đã có ý này, Hài Nhi cảm thấy rất vui. Đi thôi. Đi. Nè, mau đem cáo trạng lên đi, nhanh đi. Rõ. Truyền đề quan. Thái hậu, hoàng thượng. Miễn lễ. Theo trẫm vào trong. Dạ. Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng nhà quý. Tất cả bình thân. Tạ bệ hạ. Nay có nữ tử đức tề đề quanh dâng lên quyết thư, muốn tự nguyện nhập tịch làm quan nô, đổi lấy hình phạt cắt mũi phụ thân. Đình quý theo hán luật từ chối đề quanh, nhưng mà đề quanh không phục nên cáo ngự trạng. Mời bệ hạ ngự lãm. Cáo trạng này trẫm không cần xem. Vậy sao hoàng thượng còn triệu thảo dân giao điện? Trẫm biết rõ phụ thân ngươi thuần du ý, không có con trai, chỉ có 5 người con gái. Sao ngươi có được dũng cảm đánh trống cáo ngự trạng, muốn trẫm làm chủ cho ngươi? Thảo dân biết rõ hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, chuyện gì cũng phải nói đến chữ hiếu trước. Hôm nay đề quan đến xin cho cha, cho dù hôm nay hoàng thượng không xử phán quyết, thì hoàng thượng cũng sẽ vì lòng hiếu thảo của thảo dân mà thả thảo dân đi. Khá khen đề quan, gan của ngươi cũng không nhỏ. Vậy ngươi chuẩn bị nói điều gì với trẫm đây? Thảo dân muốn nói về phụ thân của thảo dân. Hả? Đây là lần đầu tiên trẫm nghe nói đó. Người nói nghe thử xem. Phụ thân của thảo dân tuy là thái thương lệnh, nhưng niệm tình dân chúng cực khổ, học theo hoàng đế và thần y biển thước. Ông xem bệnh giúp người, chưa bao giờ thu tiền. Này lại biết được thuật biết trước sinh tử. Bá tánh đất tề đều biết danh tiếng phụ thân thảo dân, tới nhờ giúp đỡ. Nhưng mà phụ thân đang giữ chức quan, cho nên người đến nhờ tùy nghe danh mà tới. Phụ thân lại không dám làm chậm trễ chuyện của triều đình, người đến nhờ thường thất vọng ra về. Sau đó lâu dần, có người đến nhờ bắt đầu sinh lòng tức giận, cũng có người cho rằng phụ thân có thể biết trước sinh tử, trách phụ thân không rộng lòng giúp đỡ. Oán hận lâu ngày, phụ thân thân sa vào ngục, không một ai lên tiếng cho phụ thân. Vậy ngươi đến Trường An bằng cách nào vậy? Đi bộ đến đây. Đề quanh, vậy thì ngươi dự định như thế nào? Thảo dân chấp nhận bản thân làm nô, đổi hình phạt cắt mũi cho phụ thân. Nếu như trẫm không đồng ý thì sao? Thảo dân chịu bị cắt mũi thay cha. Ai già không can dự triều chính, hôm nay ai già tới chỉ muốn nhìn hoàng nhi của ta làm sao chủ trị công đạo cho bá tánh mà thôi. Dạ mẫu hậu. Các vị ái khanh đều là quân tử liêm khiết,
tấm gương của bá tánh thiên hạ. Cho hỏi, một người phạm phải sai lầm nhưng lại không cho người đó cơ hội sửa đổi, đã vội vàng giết người đó, cắt mũi, xăm mặt, cắt chân. Làm vậy khiến cho họ không thể nào ngẩng mặt nhìn người khác. Các vị, đây là nhân chính giáo hóa thiên hạ của chúng ta hay sao? Bệ hạ, Đinh Quý thuộc xử lý theo luật, không hề có lỗi. Nếu như trước đây các khanh phạm sai lầm, nhưng con cái của các khanh đã phải đi hơn 2.000 dặm chạy đến thành Trường An cáo ngự trạng, các khanh sẽ cảm thấy như thế nào? Các vị đại nhân, đệ quanh vì phụ thân chết cũng không sợ. Hoàng thượng, Đinh Quý thuộc đã suy xét kỹ, phụ thân của đệ quanh cô nương quả thật tham lam coi thường quốc pháp. Trẫm không muốn làm trái quốc pháp, không muốn làm tiền lệ, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân. Các vị ái khanh hãy suy xét lại. Trước đây chúng ta vì muốn giữ vững biên cương, dùng lao dịch đổi lấy lương thực, dùng dịch dân vận chuyển lương thực đổi lấy lao dịch. Án này số lượng không lớn, hình phạt cắt mũi có thể bỏ qua, vậy phải dùng hình phạt gì đây? Nè, khi các khanh còn nhỏ, có ai chưa từng chịu phạt chưa? Phụ mẫu của các khanh đã phạt các khanh như thế nào? Phạt đánh gậy. Phạt đánh gậy? Đúng đó, phạt đánh gậy. Đa tạ Thái hậu nhắc nhở. Nãy giờ ai già không có nói gì hết. Hoàng thượng, hình phạt cắt mũi sẽ đổi thành phạt roi. Cắt mũi, hình phạt đó mang rợ đổi thành phạt roi có được hay không? Thời gian dần xoay chuyển, sửa đổi đều không hợp. Đệ quanh, với hình phạt như vậy ngươi hài lòng chứ? Đệ quanh đa tạ Thái hậu, đa tạ hoàng thượng, đa tạ các vị đại nhân. Mẫu hậu à, uống thuốc thôi. Không ngờ ta lại ngủ thiếp đi. Mẫu hậu cảm thấy mấy ngày nay sức khỏe như thế nào? Cảm thấy tốt hơn rồi. Mấy ngày nữa con sẽ lệnh thái y đến đây. Cũng may là hoàng thượng nhắc nhở kịp lúc, nếu không ai già quên thật đó. Mẫu hậu à, Hán Văn Đế không chỉ là người con có hiếu, còn là người mở ra thời gian cảnh trị, là người mở ra tiền đề lấy hiếu trị thiên hạ cho Dương triều phong kiến sau này. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.